Và khi các bạn đạp phanh và chúng ta ấn cái nút này. Đó, các bạn nghe tiếng bô đằng sau không? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny có cơ hội được cầm lái và trải nghiệm em Lamborghini Urus đời 2022 mới được đưa về Việt Nam các bạn nhé. Như các bạn quan sát này, ngay phía sau mình đây chính là chiếc Lamborghini Urus với ngoại thất full black và nội thất bên trong được bọc da màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc này là thuộc đời 2022 anh em nhé. Đây, chúng ta có một chiếc chìa khóa mới khác biệt so với Urus đời cũ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng em siêu SUV đến từ Lamborghini anh em nhé. Ngoại thất full black, đèn pha vẫn là công nghệ đèn pha LED. Đây, chúng ta có dòng chữ Lamborghini Technica LED của Lamborghini luôn anh em nhé. Đèn pha và đèn LED định vị này, thiết kế vẫn là kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh ở phần đầu xe, tuy nhiên nhìn cực kỳ ngầu. Ở phía trước chúng ta cũng có các khe hút gió rất lớn và có hệ thống radar các bạn này. Đó, có cái radar dùng cho các công nghệ an toàn đó. Các cái khe hút gió phía trước đều được làm từ các chi tiết nhựa màu đen anh em nhé. Các chi tiết nhựa màu đen này, ở trên này, ở dưới này. Camera phía trước trong hệ thống camera 360 độ nó nằm ở đây này. Đó, phía dưới nắp capo của chiếc Lamborghini Urus này là khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép các bạn nhé. Và công suất của em nó tạo ra là 650 PS, khoảng 641 mã lực và 850 Nm các bạn nhé. Đó là khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ của chiếc Lamborghini Urus. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có gì? Điểm nhấn của chiếc Urus này chính là cái bộ mâm này các bạn này. Bộ mâm kích thước lên đến 23 inch các bạn nhé. Bộ mâm 23 inch và nó đặc biệt hơn là được sơn hai màu, màu đen ở bên trong và màu bạc ở bên ngoài. Lốp phía trước là 285/35. Đây, 285/35 ZR23. Đây là tùy chọn mâm cao nhất của Lamborghini Urus chính hãng các bạn nhé. Còn ngoài ra, nếu như các bạn độ mâm của thương hiệu bên ngoài thì cái mâm này nó có thể kinh lên đến kích thước 24 inch cùng phanh Lamborghini màu đỏ bên trong và đĩa phanh đục lỗ tông hơi, mặc dù nó có cái bán kính rất to, có cái đường kính rất to rồi. Tuy nhiên so với cái bộ mâm 23 inch bên ngoài thì nó vẫn là lọt thỏm bên trong. Đây, chúng ta sẽ nhìn sang cái phần ngang, tổng thể phần ngang của chiếc Urus. Các bạn có thể hình dung ra mình cao 1m65 và các bạn thấy mình ở vị trí này thì các bạn thấy là em Urus này nó to như thế nào các bạn nhé. Và nó thiết kế theo kiểu coupe, phần mui nó được làm hơi vát xuống một chút, thế nên nhìn nó cực kỳ thể thao. Ở trên này chúng ta có một chi tiết mang cá này, có cờ ý gồm màu xanh, trắng và màu đỏ. Gương chiếu hậu sơn trùng màu ngoại thất, có giải LED bao rẽ này. Có camera trong hệ thống camera 360 độ các bạn nhé. Tay nắm cửa trước sau này, các trụ A, trụ B, trụ C đều được sơn đen trùng màu với màu của ngoại thất. Bộ mâm phía sau có kích thước là 23 inch, tuy nhiên lốp nó sẽ to hơn so với lốp ở phía trước. Đây chúng ta thấy này, lốp 325/30. Các bạn thấy không, nó to hơn khá nhiều so với lốp phía trước và vẫn là ZR23. Tuy nhiên ở phía sau thì cái phanh đĩa nó có kích thước nhỏ hơn và cái cùm phanh nó cũng sẽ có ít piston hơn so với ở phía trước anh em nhé. Đây, cũng có logo Lamborghini này và cái cùm phanh màu đỏ kết hợp với màu xám. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ thống cách âm này các bạn này. Cái xốp ở bên trong này để cách âm nó giảm cái tiếng âm thanh từ cái hộc bánh này vọng vào trong khoang cabin. Các bạn nhìn thấy cái phần xốp này, đó, màu đen luôn anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ đến với phần đuôi của chiếc Urus này. Cũng là những chi tiết thiết kế đậm chất thể thao và phong cách giống với những chiếc siêu xe của nhà Lamborghini. Từ cụm đèn hông, thiết kế gấp khúc và sử dụng công nghệ LED cho đến cánh lướt gió gắn cố định ở phía trên này. Dòng chữ Lamborghini được làm màu bạc đấy, phủ chrome bóng ở đây. Và phía dưới này chúng ta cũng có hệ thống cản thiết kế đậm chất thể thao như trên những chiếc xe đua, với các cánh chia gió cỡ lớn, có rất nhiều cảm biến ở phía sau và có camera lùi ở đây. Chúng ta cũng có hệ thống ống xả kép đặt đối xứng hai bên cho ra những âm thanh cực kỳ khỏe khoắn. Và không để anh em chờ lâu, và bây giờ thì mình cũng sẽ đề nổ và nẹt thử một chút tiếng bô của chiếc Lamborghini Urus động cơ V8 4.0 lít này xem
nó có mạnh mẽ và nó có khỏe khoắn như thế nào anh em nhé. Đây, wow, các bạn nhìn thấy quả nội thất không? Trước khi khám phá nội thất của xe này, chúng ta sẽ cùng nhau đề nổ các bạn nhé. Wow, quả khoang cabin xịn sò dã man luôn. Với Lamborghini Urus này là tất cả những chiếc Lamborghini ấy, thì cái nút khởi động Start Top Engine nó sẽ đặt phía dưới cái khung màu đỏ này các bạn này. Phía dưới cái khung màu đỏ này có cái nút Start Top Engine ở đây. Và khi các bạn đạp phanh và chúng ta ấn cái nút này, đó, các bạn nghe tiếng bô đằng sau không? Và tất cả các màn hình đã khởi động các bạn nhé. Và đây nó sẽ có rất nhiều chế độ lái từ Shada, Sport, Cosa và Never. Đó, Shada, Sport, Cosa. Đây là mình đang để chế độ Shada các bạn nhé. Chế độ lái bình thường đó các bạn. Nếu như các bạn muốn vào Sport hay Cosa, các bạn chỉ cần cầm cái này này, đạp phanh các bạn nhé. Cần cái này, Sport này, Cosa này, Never này. Và nó cũng chuyển ở trên cái màn hình này. Bây giờ thì mình thử. Tuy nhiên các bạn sẽ không gạt nó ngược lại được, mà các bạn sẽ lại đi một vòng, ấn một lần nữa nó về Shada. Các bạn nghe thử tiếng bô của Shada nhá. Xong là mình sẽ chuyển sang Sport này, xong chuyển sang Cosa các bạn nhá. Chuyển lần lượt cho anh em nghe nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của em Lamborghini Urus này, xem nó có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Như các bạn quan sát, mình đang ngồi bên trong khoang cabin của chiếc Lamborghini Urus các bạn nhé. Và nội thất của chiếc này thì được kết hợp giữa da màu đỏ và màu đen. Rất nhiều các chi tiết carbon xuất hiện ở bên trong khoang cabin này. Ngoại thất thì rất ít carbon, tuy nhiên nội thất lại rất nhiều carbon anh em nhé. Chúng ta có 1 này, 2 này, 3 này, 3 chiếc màn hình tại cái khoang cabin này. Và các bạn nhìn nó thiết kế rất là sang trọng và đẳng cấp đấy các bạn ạ. Ngoài vận hành như một chiếc siêu xe thì chiếc này cũng giúp cho các bạn thỏa mãn được cái những cái giải trí này, tiện nghi và cao cấp. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu nhá. Ở đây chúng ta có một chiếc màn hình này. Mình không rõ kích thước của chiếc cái màn hình này là nó bao nhiêu inch, nhưng nó tích hợp cũng khá là nhiều này. Ồ, trên này có về home xem nào. Chúng ta có radio, media này, telephone, navigator này, phone app này, Urus này, favorites này, setting này. Mình thử vào cái chế độ Urus này xem nó có cái gì các bạn nhé. Kích hoạt vào cái Urus này. À, nó cài đặt được rất nhiều thứ này. Lamborghini Anima này, car information này, seat AC, live vision, parking S, dry seat, setting service. Đây là mình đang tắt máy, thế nên nó có một số cái nó sẽ tối màu hơn, nó không sáng lên. Tuy nhiên mình nổ máy thì các bạn sẽ cài đặt được hết tất cả những cái này anh em nhé. Mình xuống đây xem là nó là cái gì này. Nó là dạng cảm ứng lực các bạn. Các bạn phải ấn mạnh. Đây là radio anh em ạ. Đây có lẽ là media. Đó. Kết nối với điện thoại thông minh này. Chiếc này thì không biết có kết nối Apple CarPlay và Android Auto hay không. Thôi cái đấy bỏ qua. À, map này. Đó, các bạn có thể vào map được đây. Nói chung là các bạn không lo bị lạc đâu. Đi đâu tìm thì các bạn thoải mái. Đó, cũng zoom về được quả địa cầu. Và các bạn cũng có thể xoay được cái quả địa cầu này. Trông rất là hay anh em nhờ. Về home lại xem nào. Thôi, bỏ qua cái màn hình này đi. Nó cũng không có nhiều cái gì quá đặc biệt anh em ạ. Cái màn hình ở phía dưới này các bạn sẽ điều chỉnh được hệ thống điều hòa các bạn ạ. Hệ thống điều hòa ở đây này. Có điều hòa tự động, hai vùng độc lập phía trước. Các bạn có thể tăng giảm nhiệt độ bằng cái cảm ứng lực các bạn nhé. Các bạn chạm về là nó chưa nhận đâu. Các bạn phải ấn mạnh lên này. Đó, các bạn phải ấn mạnh lên này thì nó mới nhận. Và đây cũng có lượng gió hai bên này. Thông hơi, ghế ngồi, làm mát ghế ngồi phía trước này. AC, AC Max này. Lấy gió trong, lấy gió ngoài, điều chỉnh hướng gió này. Các bạn có thể quan sát ở phía trên này. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều carbon anh em nhé. Rất nhiều carbon tại cái khoang cabin này. Ở đây chúng ta có một chiếc vô lăng đáy vát bọc da trơn kết hợp với da lộn anh em này. Da lộn ở hai bên này, vị trí mà các bạn thường xuyên cầm để lái đó thì nó sẽ bọc da lộn, phía trên thì bọc da trơn. Có logo cờ Ý này và chi tiết ốp kim loại ở đây.
có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng các bạn nhé, không được làm từ chất liệu carbon. Tuy nhiên nó cũng được làm rất to và các bạn cũng dễ rất dàng sử dụng ở đây. Bởi vì những chiếc siêu xe này ấy, thì những cái lẫy chuyển số này nó rất quan trọng. Các bạn muốn di chuyển ấy, thì các bạn sẽ phải ấn nút cộng ở bên này để vào số 1. Các bạn nhé, để vào số 1 các bạn sẽ phải ấn nút cộng. Và để về N các bạn sẽ phải ấn cùng lúc cả cộng trừ. Thế nên cái lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này nó rất quan trọng với những chiếc siêu xe. Chúng ta có cài đặt Cruise Control ở phía sau vô lăng này, nó nằm ở phía sau vô lăng. Và các cài đặt đèn nó sẽ nằm ở góc này. Nói chung là những cái này thì nó quá cơ bản rồi, mình sẽ không quay nhiều. Tiếp theo ở phía sau vô lăng chúng ta sẽ có một chiếc màn hình điện tử hoàn toàn. Màn hình điện tử hoàn toàn và các bạn có thể thấy được rất nhiều thông tin. Ở góc này còn một cái màn hình nữa đây các bạn này. Ở hai bên góc nó cũng có hai cái màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh để bổ sung thêm các cái thông tin quan trọng. Và chính giữa ở đây là vòng tua máy này, tốc độ hiển thị số ở đây này, rất nhiều, nói chung là bạt ngàn các cái thông tin xuất hiện ở trên cái cụm đồng hồ này. Và chiếc này cũng có HUD hiển thị trên kính lái anh em nhé. Nó có một HUD hiển thị kính lái nữa này, hiển thị tốc độ thôi, mình không thấy hiển thị thêm cái gì. Đó là cái cụm phía trước người lái này. Tuy nhiên quan trọng nhất là nó nằm ở cái cụm này anh em này. Cái cụm này nó mới là quan trọng này. Như lúc nãy lúc đề nổ xe mình đã giới thiệu thì cái nút khởi động Start Top Engine nó sẽ nằm ở phía dưới này. Và trên này chúng ta có cái cần gạt để chuyển các chế độ lái này. Ngoài ra nó còn có một cái chế độ lái nữa là các bạn tự cài đặt cho chiếc xe của mình, đó là chế độ Ego. Các bạn cài đặt ví dụ như khóa vi sai trung tâm này, cài đặt vô lăng, cài đặt hệ thống treo, các bạn sẽ sử dụng cái cụm này các bạn nhé. Đó, nút R của Lamborghini Urus nó nằm riêng ở trên này và các bạn bóp vào đây các bạn nhé, bóp vào và các bạn kéo xuống thì nó sẽ nhấn. Đây, nút P này, nút M này. M là dùng lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng để sang số đó các bạn. Các bạn ép vòng tua máy lên cao. Còn nếu như các bạn để D ở trên này này thì nó sẽ đến một cái mức nào đó nó sẽ chuyển số cho các bạn. Phía dưới này chúng ta cũng có phanh tay điện tử này. Camera 360 độ các bạn sẽ kích hoạt ở đây. Đó, camera 360 độ nó đã được kích hoạt. Các bạn nhìn đâu, chất lượng hình ảnh cũng rất tốt. Nó có hai kiểu hiển thị. Đây là kiểu hiển thị 3D, các bạn cầm và các bạn xoay xoay cũng được các bạn nhé. Đó, như trên những chiếc Mercedes đó các bạn, cũng rất là xịn sò. Nó mô phỏng chiếc Urus ở đây. Và xung quanh là nó dùng sẽ 4 cái camera trước, sau và hai bên để lấy cái hình ảnh thực tế xung quanh. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng cái cam, tắt cái cam 3D đi thì nó sẽ về 2D. Đó, các bạn thấy không? Bên này nó cũng có hiển thị từ trên xuống các bạn này. Đó là cái camera 360 độ trên chiếc Lamborghini Urus các bạn nhé. Tắt đi thì các bạn lại ấn vào cái nút này thì nó sẽ tắt đi. Có auto hold này. Cái này có lẽ là tắt bật cái cảm biến xung quanh xe các bạn ạ. Và phanh tay điện tử ở đây, nền carbon. Phía dưới cái bệ tí tay chúng ta có một chiếc bệ tí tay được bọc da màu đỏ ở đây, nhìn rất là thể thao các bạn nhờ. Các bạn có thể nhấc lên. Đây, mình đang không biết là nó nhấc lên chỗ ta đây. Wow, có đế sạc điện thoại không dây anh em nhé. Và một ngăn để đồ nhỏ này. Phía dưới thì bọc vải mịn. Đó, đế sạc điện thoại không dây. Đó là cái. Như các bạn quan sát đây thì chiếc ghế ngồi rất to bản và được bọc da màu đỏ, có đục lỗ thông hơi, có chỉnh điện đa hướng và ghế lái nhớ hai vị trí anh em nhé. Ghế lái nhớ hai vị trí, ốp carbon cả thành cửa này các bạn này. Đó, thiết kế quá đẹp luôn. Có lẽ là bây giờ thì chúng ta thử vòng xuống cái hàng ghế thứ hai xem chiếc Urus này có gì đặc biệt anh em nhé. Xem nó cái hàng ghế thứ hai nó có cái gì đặc biệt không. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Lamborghini Urus. Do cái không gian này nó không có cái thảm lót sàn, thế nên mình xin phép bỏ giày ra để đi tất anh em nhé. Bỏ giày ra để đi tất. Đóng cửa vào để các bạn nhìn này. Wow, khoảng không rất rộng luôn anh em ạ. Như bơi ở bên trong khoang ca và cái khoang sau của chiếc Urus này. Cũng có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ở phía sau anh em nhé. Có cửa gió điều hòa riêng này. Có cổng sạc dạng tai si này. Cổng sạc dạng 12V, dạng tẩu thuốc 12V này. Cửa gió điều hòa này. Wow, quá là chất lượng cho cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc Urus này. Không gian ngồi rất rộng. Ghế ngồi có đục lỗ thông hơi. Có bệ tì tay ở chính giữa. Và tất nhiên là có tích hợp hai khay để cốc. Đó, các bạn thấy không? Hai khay để cốc nhá. Full đỏ luôn, cả trước sau, ghế trước, ghế sau đều full đỏ. Và có logo Lamborghini tại tựa đầu anh em này. Đó, phía trên thì có cửa sổ trời toàn cảnh.
cho anh em quan sát một cái không gian rất thoáng đãng luôn. Hơi tiếc là chiếc này thì không có màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước anh em ạ. Tuy nhiên là như thế này là quá đủ cho một chiếc Urus, một chiếc Lamborghini 5 chỗ ngồi anh em nhé. Chiếc Urus này thì có ghế băng, không phải là tùy chọn 4 chỗ ngồi, có một cái trục ở giữa đây ngăn cách hai ghế và thêm một số tùy chọn nữa. Đó là cái không gian hàng ghế thứ hai, phải nói là không gian rất rộng. Và chiếc này cũng được trang bị hệ thống âm thanh B&O các bạn nhá, B&O cao cấp. Đây các bạn nhìn này, âm thanh B&O này, màng loa của B&O nhá, quá là xịn sò luôn. Đó là cái, đó là thiết kế tổng thể của chiếc Urus và một vòng nội ngoại thất của em nó. Không gian sang xịn mịn của chiếc Urus này có lẽ là từng đó cũng đã đủ để cho anh em khám phá được chiếc Urus này nó có những cái gì đặc biệt anh em nhờ. Còn bây giờ thì có lẽ mình xin phép kết thúc cái video về Lamborghini Urus màu đen đời 2022 nội thất màu đỏ này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau anh em nhá.